Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Vũ đang ở Gò Vấp. Vũ đang ở trên siêu thị. Cái khu vực này là cái khu vực cho bố trồng rau anh em. Đây rất là nhiều rau và lan nữa, đây lan nè. Một cây lan. Rau, đây rau bố trồng. Thì sáng lên Vũ thấy có một cái con cua gái Thái, con này hồi xưa Vũ đem cho bố á. Giờ nó gái cũng nhiều nên Vũ định quay cho anh em xem. Đây. Bên kia là một cặp manh manh với một cặp sắt các bạn. Sắt Nhật. Vũ đem xuống cho bố nuôi sinh sản. Vũ mua cho bố để bố nuôi sinh sản cho vui, cho mấy đứa nhỏ lên đây nó có chim, nó nghe tiếng chim kêu rồi nó vui. Thì bây giờ Vũ tính chở hai mẹ con đi ăn sáng, xong rồi Vũ sẽ đi qua bên nhà anh Hảo sẵn bắt mấy con chim á, rồi Vũ định quay cho anh em xem cái cửa hàng mà anh Hảo anh đang làm lại, nghe nói là anh làm lớn lắm. Vũ cũng chưa qua xem nữa, thì hôm nay Vũ quay cho anh em xem nha, coi thử cái cửa hàng của anh Hảo anh làm lớn bao nhiêu nha anh em. Đang nói chuyện mà máy bay nó bay ngang qua anh em, tại vì ở đây là ngay cái đường sân bay á, nên nếu mà Linh sân Phượng quay video thì nó hơi ồn. Bây giờ Vũ chở hai mẹ con đi ăn sáng đó nha, xong rồi Vũ qua Hảo, Vũ quay cho anh em xem. Hiện tại Vũ qua tới tiệm chim bên Hảo rồi anh em, tại vì đứng gần mấy cái lồng chim của Hảo nó ồn quá, Vũ nói chuyện sợ anh em không nghe á, nên Vũ ra cái đằng sau có cái vườn chuối rất là mát, Vũ nói chuyện cho anh em nghe nó rõ hơn ha. Thì bữa nay Vũ qua dõi anh Hảo nó hơi trễ anh em, giờ 12 giờ mấy rồi, nên chim anh Hảo anh đi Vũ chạy qua tới đây tự nhiên Vũ bị ngạt mũi luôn nè, nên nói chuyện nó hơi khó nghe xíu, mọi người thông cảm với Vũ nha. Vũ bị viêm mũi anh em, viêm mũi dưỡng đó, cứ mỗi lần chạy xe hay là lạnh chút xíu là Vũ bị ngạt mũi nha, mọi người thông cảm với Vũ nha. Thì Vũ qua hơi trễ xíu, chim bệnh Hảo nó đóng đi gần hết trơn rồi, thì còn có vài loại thôi, thì có loại gì thì Vũ cũng vô hỏi giá cho anh em nghe ha, tại vì có rất là nhiều anh em muốn biết giá, thì chỗ anh em quen biết thì Vũ cứ gặp chim gì Vũ hỏi cho anh em nghe biết ha. Rồi ok, bây giờ Vũ quay cho anh em xem ha. Hello anh, hello em luôn. Hello Vũ. Lâu quá rồi, hôm qua anh Hảo quay giùm chim. Anh Hảo anh mới làm lại cái chỗ bán nó khá là rộng anh em, nên bữa nay Vũ quay cho anh em xem. Đây dòng con hả nào? Dòng con này giá, ủa cái gì em, bữa em nghe nói hình như có dòng Lào, ở dòng Đắk Lắk hả? Dòng Lào bán hết đời này, còn dòng ở ngoài Đắk. Nghe nói dòng Lào nó biết nói tiếng Lào phải không? Ừ, nó nói đủ tiếng ra. Bữa coi clip nghe quảng cáo rồi dòng Lào nói tiếng Lào rồi, ghê lắm. Nghe ổi lướt cây chung tùm lây. Dòng này là nhiêu con nào? 1.400.000 con. 1.400.000 hả? Bữa nay cuối mùa hết rồi, nay còn mấy con nữa. Nay chim cuối mùa hả? Cuối mùa. Nhầm 1.400.000 một con anh em. Ở đây nuôi rất là ngon luôn. Còn đây anh Hảo anh đang cho ăn là con Bắc Thanh miền Bắc hay miền Nam nào? Bắc Thanh miền Bắc. Miền Bắc hả? Qua về nhiều lắm, còn ế. Ăn là về hôm qua mà còn ế vô đấy hả? Ế. Trời ơi. Mấy con này học giọng hay quá anh Hảo. Bữa thấy trên mạng có clip học giọng hay lắm mà. Bắt kiếm được nhiều giọng á, giọng là bắt kiếm được. Mình như nó ăn thịt không ta? Chim dòng chim ăn thịt mà. Nuôi chim con lên thì nó không đến nổi, chim mẹ thì cái bản năng nó ở ngoài rừng nó rất là dữ, còn chim con lên thì ok hết. Chim con lên đây người ta nuôi nó thả ao vô chung bình thường mà. Ủa cái con này là phải con chim chàng làng không ta? Chàng làng là gọi chú là chim chàng làng đúng không? Chàng làng gọi là tiếng phổ thông người hay cho con chàng làng á. Hồi xưa em đi đánh chim mà hay gặp nó vô đá là con này đúng không ta? Đúng rồi. Dữ ghê lắm luôn á. Dữ lắm. Nó là Bắc Thanh miền Nam thì nó chỉ kêu chẹt thôi chơi thôi. À đúng rồi. Bắc Thanh miền Bắc này thì nó đủ cái giọng.
đa số bán sang miền Nam thì ở đây họ bán đá thì có trăm ngàn con. Đó là miền Nam không có giá ha. Miền Nam có giá, mà miền Bắc có giá thôi. Miền Nam miền Bắc có giá thôi. Còn con này là cũng gì bắt thân miền Bắc luôn hả? À, nó lớn hơn chút, nó bay quá nên cho nó ra. Thằng này bay được không? Ô còn cặp này dễ thương quá, cặp gì vậy nào? Này là gì vậy? Cái gì quạt hả? Quạt thơm. Quạt thơm con. Quạt thơm hả? Có nhiều đẹp vật gì nữa. Cặp này nhiêu nào? Nói giá luôn nào. Cặp đó 200 á. 200 à. Chúng tôi để em giá vốn chắc 20 à. Đó vậy. Người ta tặng mình bán lại 200 thôi hả? Cũng có chút ha. Để anh Hảo anh cho mấy chim ăn xong rồi Vũ đi quay Vũ hỏi giá hết cho anh em ha. Vũ hỏi giá hết mấy con chim trong tiệm anh Hảo luôn. Cặp tổng phái linh hình hả? Tên Facebook là gì? Chim cảnh cà tẩm hả? À, Quang Hiển chứ. Chim cảnh Quang Hiển. Ờ, đúng rồi, phải tên Hiển chứ. Hiển Hảo, đủ loại chim, anh em nào mà thích thì đăng ký kê chim cảnh Quang Hiển nha. Ồ, cái cặp này đẹp quá. Mỗi một con là thanh long, một con hoàng long hả anh Hảo hay sao ta? Hoàng long hết. Ủa sao hai màu nó khác nhau kìa? Nó hai dùng khác nhau. À cái loại này lạ. Ồ đẹp quá. Con này bình thường nè. Bình thường là cái con đẹp đẹp. Này bán con hay bán cặp anh Hảo? Bán con bán cặp cũng bán hết. Nhiêu con? 700 ngàn một em. Ồ đẹp quá ta. Nó có cái màu đó ta, nó có bao giờ nó sừng không? Có. Cái màu nó có. Mỗi lần nó kêu nó dựng cái sừng là đẹp lắm. Ồ đẹp quá ta. Một con là 700. Đúng màu luôn á. Còn ở dưới đây là con gì vậy nào? Chèo bẻo đuôi cờ mà vô nó được dụng cờ hết rồi. À nó có con chàng tên đúng không? Có cái đuôi bùa đúng không? Nó gọi là chàng tên hót rất là hay. Hót được hay như chèo đó. Đúng rồi, con chàng tên này hót hay lắm. Bình thường bán 300 nhưng mà cái này nó bị rụng đuôi rồi. Thì bán 200 một ngàn một con. Cái này mới về sáng nay. 200 ngàn một con đúng không? Còn này là cu gái với cu luồn hết hả? Cu gái với cu luồn khác chung. Hôm qua em thấy quá trời luôn, đẹp lắm. Bữa nay bán hết rồi, còn lại hàng gọi là cũng hơi xấu. Hơi xấu, mấy con đẹp thì bán lửa hết rồi. Báo giá luôn đi hả? Giá cặn luôn đi. 300 ngàn một con, anh em có điện thoại ép giá thoải mái. À, cu luồn với cu tha, cu đất luôn hả? Cô đất được 250. Đất 250, luồng 300. Đây là chích cò nha anh em. Chích cò giá nhiêu cặp anh Hảo? Chích cò này loại nhỏ là 500 mà còn này loại lớn á, cái loại mà tới một tầm 1 tháng tuổi là 500 ngàn một cặp. Còn cái loại này hơn 2 tháng rồi, cái loại này tới 600. 600 mà. Con này con gì? Chú tiêu mực đớn. À con này nghe nói là hot hay lắm hả nào? Đúng rồi. Là khoảng về mười mấy con mà bán hết còn 3 con. Giá sao nào? 200 ngàn. Này là phước mặt quỷ. Này là con này thì anh mới vô sáng nay mà nó hơi yếu, nó bị vô này nó hơi yếu mà nó bị một cái chân nó hư một chân. Con này thì không bán được. Rồi đây là chim khách hả? Chim nhung. Lại là chim khách luôn đúng không? Chim khách. Cái dòng này cái đầu với cái mỏ nó đẹp ghê anh hả? Đúng rồi đẹp, cái đó nuôi đẹp lắm. Hót không hay, hót không tay chơi cái đầu không hay. Nhưng nó cũng là dòng ăn thịt luôn hả? Nó cũng là dòng ăn thịt luôn ta? Đúng rồi, dòng ăn thịt đó. Cái này nuôi lòng rồi, nuôi lòng bây giờ nó cắn hết gì khác á. Ý Nhung nhiêu con hả? 100 ngàn hả? 100 ngàn hả? Ủa Ý Nhung để dữ vậy hả ta? Mấy họ bán 1.5 nhưng mà ế quá bây giờ thả. Thấy nó đẹp nhưng mà giá trị nó thấp dữ ta ha. Ồ, cao quá trời. Giao nhiêu con hả? Ủa, giao hết luôn hả? Trời. Em thấy không? Nhiều lắm rồi, giao hết.
6-7 thùng, lên 6-7 lồng chứ. Rồi nè nè nè, rồi rồi. Cái này mà... Ủa cái con mùa trao này hình như trống hay sao nữa, nó nào có riêng thấy đẹp quá anh hả? Bự quá hả? Không, cái con nó dữ quá. Con này cũng trống, nó rất là dữ. Bởi vì nó cắn mấy này nên bỏ vô lòng nào nó cắn hết. Bỏ vô đây thì nó sợ, nhưng mà nó đứng im ru. Nên bỏ vô đó để cho mấy nhìn, em nhìn vô cái con này với mấy con này em thấy nó khác hẳn liền luôn nè. Ôi ghê chứ, con này đẹp quá nè. Ok, để cho Vũ qua bên đây, Vũ qua cho nên xem con có gì không nha. Đây là con đây là con xã Châu phải không nào? Xã Ấn Độ. À đúng rồi, xã Ấn Độ. Em thấy ở trên đây em hay kêu con này con xã Châu. À. Đẹp, con này đẹp lắm á, nửa lớn lớn đẹp lắm nè. Nó lên màu đẹp. Ồ, đã quá. Giá sao nào? 50.000 một con. 50.000. Thì màu sắc rất là đẹp luôn. À, mình đã rồi. Thôi thôi đừng bắt, đừng đụng nhưng chị nó la. Hơi kinh nha em. Đây là vàng anh. Ủa loại này là đầu đen hay gái đen anh Hảo? Này là vàng anh đầu đen. Con nó thì anh mới chiều sáng nay. Giá sao hả? 500.000 một con. 500.000 một con vàng anh. Con đây là con thằng tước truyền. Hồng tước hả? Hồng tước truyền hả? Cống tước truyền á. Cống truyền hả? Có khách bắt hết rồi. Hồng tước thì hiện tại anh hết. Hồng tước thì ngày mai anh có khách bắt hả? Hồng tước thì ngày mai anh lại về. Con này có nguyên ngư hết hả? Hồng tước mái. À hồng tước mái hả? Cũng có khách bắt hả? Sao anh dán tùm lum hả? Cái nào mà có dán tên là đã có khách bắt. À đây là chi chi màu. Vũ mới bắt bên anh Quynh một con nè. Chi chi màu. Chi màu nhiêu con rồi hả? Chi chi màu 500, trống 500, mái 300. Vũ mới bắt bên anh Quynh một con để về Vũ cho nó đứng cái cầu trần á. Nó đang tập nó đứng thử. Nếu bữa nào Vũ làm clip Vũ cho anh em xem. Con này là con mái phải không hả? Hả? Thì mái hả? Đúng rồi, mái. Mái là viên lực không có màu đen. Nó không có đớp. À. Để coi còn chim gì nữa không? Vô hỏi giá cho anh em ha. Đây là cái con hát mắt lửa thôi nào. Hát lửa chóng sang gì mới về sang đây. Giá sao hả? 600.000. 600.000 mắt lửa chóng. Đây là con nguyên ngương phải không hả? Hồng trước chiền. Sao hồng chóng. Con này đẹp quá ta, nó tỉnh chưa ta? Nó cái dòng này nó vàng lắm. Nó rất là vàng. Ủa cái dòng hồng trước này nó hay không hả? Được, hát hấp vô tài. Nó đẹp à. Lắm, nó đẹp thì nó không hay. À. Mà nó hay thì nó không đẹp. Chủ yếu là làm cảnh là nuôi avi là ngon phải không? Đây là mi mỏ dài này nó hót hay nè nào? Cũng được chứ không? Tôi nghe trên mạng có clip nó hót hay lắm á. Nói chung là được, nó gọi là hay thì nó hay. À, giá sao nào? 250. 250 con mi mỏ dài. Đây là con vàng anh đầu đen nãy giờ 500 phải không ta? Đúng rồi, là 500. Rồi có khách lấy thôi nè. Rồi là khách đang. Của khách nào mà Đắk Lắk nãy giờ lấy thấy 3-4 con rồi nè. Đắk Lắk tốt nhiều. À, đây là con quả tiễn. Ủa quả tiễn này là trống hay mái nè? À trống hết. Quả tiễn hết mái rồi, còn trống mà. Con này giá sao hả? 250 một con. 250 một con quả tiễn nha nè. Đây là chích chè lửa. Chè lửa mới về. Chè lửa đuôi đuôi 38, ba con cộng lại ha, ba con cộng lại được 38 luôn hả? Không, ba nhiêu con nào? Lửa là lửa bỏ à? Lửa hả? Lửa 300 mà. Đây có mấy con này nè. Đây là con gì quên được không? Con cánh xanh thôi nào? Cuối cùng cánh xanh. Đây là con mái. Mái hả? Thằng chơi màu nó không được nét ha. Chưa cục bánh xanh. Đậu này nhìn đi bộ hơi nhiều hay nào? Đúng rồi, nó đi bộ dưới đó. À, cái này mình thả avi là ngon á. Đúng rồi. Avi mấy khi tôi khác ăn rất đồ cũng làm ở dưới này. Này.
Cái này là à, cái con này bữa Vũ thấy có nhiều anh em hỏi lắm này, hỏi trên cái hội mà Vũ mới vô cái đất màu xanh cái đen. Vũ mới vô cái hội mà hội chim bụi anh em. Thì có rất là nhiều anh em chơi cái dòng này nè. Đất ruồi xanh gáy đen. Ủa sao anh thấy có con mới nó màu xanh đậm lắm rồi nè. Đó là làm trống đèn mái. À hay chi con này con mái hả? Thì chi thấy cái màu nó không đẹp bằng cái con kia ha. Bài quá vô không lấy nét được. Trời ơi có con mà con mái ủng kia. Đây là đất. Đất này rất là rẻ à. Đất này như con hả? Này nó mới vô anh chưa biết là tại thờ chưa nó giá tầm khoảng 100-150 gì hả? Nó đất mà nhiêu đó không? Ủa con này khu gì? Khu gì mà dài vậy? Khu xanh. Có đuôi dài hay gì ta? Mới vô. Khu xanh hả? Đẹp quá ta. Khu này nó cũng gần như trái cây luôn hả? Ăn trái cây. Vô đang trái cây nó chuối. Đây là ủa quên hỏi giá cặp này nhiêu hả? Anh chưa hỏi giá tầm khoảng 300.000 một con. Một con hả? Một con 300. Con 300. Đây là cu róc hả nè? Cu róc. Ủa sao trên đây với khác đây? Trên dưới khác nhau. Loại này khác, loại này xấu hơn. Loại này 300, loại này 400. À, cu róc cái này đẹp hơn không? Còn con này là con gì đây? Con gì hả? Trầm chặt, trầm chặt con, trầm chặt con. Con gì mà nhiều con hả? Có giá luôn chứ với... không đẹp hết trơn. 50.000. 50.000 hả? Con này, con gì nào? Thanh Lam mái. À, Thanh Lam. Thanh Lam này là đã nuôi rồi, nó rất là ok luôn. Nhiêu nào? 250. 250 con Thanh Lam mái. Đây, cặp này đẹp nè, nãy giờ để ý đi cặp này nè. Cặp đó là phí viên luôn. Cặp zin luôn ha. Cặp này giờ mà anh em nào mà thích nuôi dòng cỏ kiến này mà lấy cặp này về cái vi lồng rậm tí xíu, anh em có mấy cây khô rồi anh em thả vô có bọng nữa là nhiều khi nó đẻ luôn á. Con đầu đỏ là con cha trống không hả? Đúng rồi, đầu đỏ trống, đầu đen mà trống cũng đẹp đẹp mà. Cứ cái dòng nào mà hai chân làm trống đẹp hơn. Con này con gì nào? Nuốt hả? Nuốt bụng vàng. À, nuốt bụng vàng. Có loại nuốt bụng đỏ nữa đúng không? Nuốt bụng đỏ thì ít hơn, kêu bụng vàng lại hiếm hơn. Giá sao nào? Hả? Giá sao? 700.000 một con. Tí quên hỏi con cặp giá này, cặp này 800. Cặp này 800, con này 700 hả? Ok. Nhưng dòng hỏi giá cho anh em biết, anh em có ở gần thì chạy qua ủng hộ Thảo, địa chỉ Thảo ơi. Đó. Nấu địa chỉ luôn. Ngã tư Bà Điểm. Ngay ngã tư Bà Điểm mà có giờ alo anh Thảo. Tới ngay ngã tư Bà Điểm quốc lộ A Phan Văn Hớn. Alo là em Thảo ra ẩm vô. Đọc luôn cái số điện thoại luôn Thảo. 0933220623. Tới ngay ngã tư alo cho bé Thảo, bé Thảo ra ẩm mấy anh vô thôi. Không cần gì hết trơn. Ok. Anh mới làm lại cái chỗ này nó rộng ra này để trữ nhiều chim hơn, tại vì chỗ hôm rồi nó không đủ học để trữ chim bổi nè. Nãy Vũ tại vì chở hai mẹ con đi ăn xong rồi qua trễ quá nên mấy học này anh ra chim bán đi hết trơn, có mấy con đẹp lắm. Mà có mấy con đẹp lắm mà ra hết trơn Vũ không kịp quay. Rồi yên tâm có gì đâu mà. Như thứ hai là Vũ định qua quay để quay cái cảnh mà vừa ra hàng có khách đợi á, khách chốt quá nè. Thì cái cảnh nó hấp dẫn hơn, nó có chuyện để quay hơn, còn bây giờ qua không có ai hết. Có cô em Nguyễn nó đang đóng mấy cái phòng để chuẩn bị ngày mai hàng về anh em. Thì lại tiếp tục giao cho khách á. Cứ mỗi ngày nó phải làm vậy thôi. Rồi ok, video của Vũ đến đây thì Vũ xin kết thúc nha anh em. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Vũ nha. Anh em nào yêu mến kênh Vũ thì cho Vũ xin một like với một lượt đăng ký nha. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Xin chào tất cả mọi người nha.